Thưa quý vị, những câu chuyện nói về mẹ chồng nàng dâu rất tế nhị và cũng rất muôn thuở. Trong câu chuyện này, người con dâu, người phụ nữ trẻ đã chia sẻ lại câu chuyện đầy cảm xúc mà mình với mẹ chồng của mình trong những năm dài sống với nhau. Và câu chuyện như thế nào thì tôi mời quý vị lắng nghe chi tiết người phụ nữ này đã chia sẻ lại. Xin kính mời. Hôm đó chỉ có tôi với mẹ chồng ở nhà. Lúc tôi đang ngồi trong phòng ngủ thì bà chạy vào với một cái hộp nhỏ trên tay rồi nói: "Nhận xong đồ ăn hỏi của nhà Minh, bố mẹ tôi mừng lắm, vì cuối cùng con gái họ cũng được gả vào gia đình giàu có. Với bố mẹ tôi, việc hàng xóm họ hàng đánh giá về sự môn đăng hộ đối vô cùng quan trọng với họ. Họ không muốn tôi cưới một anh công chức quèn rồi sống một cuộc đời nhạt nhẽo, bởi dù sao gia đình tôi cũng thuộc hàng danh giá trong khu phố. Thế nên chẳng cần biết là tôi có yêu Minh hay không, bố mẹ tôi cứ vun vào khi thấy anh ta đến đóng đô ở nhà tôi. Ông bà bảo tôi không nên kén cá chọn canh gì nữa, bởi tôi cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Hơn nữa, nhà Minh chẳng có gì chê bai cả. Lấy Minh, tôi vừa được sống trong cảnh nhà cao cửa rộng, tiền bạc tiêu tẹt ga, chẳng còn gì để lo lắng nữa." Thế rồi, ngày ăn hỏi được định đoạt ngay sau đó không lâu. Tôi lúc đó cũng là nhắm mắt đưa chân, chứ thực ra tôi không yêu Minh lắm. Nhưng rồi trước sự vội vã của bố mẹ, sự thúc giục của ông bà, họ hàng, tôi đã nhắm mắt đưa chân theo. Sau lễ ăn hỏi, lễ cưới của chúng tôi cũng diễn ra nhanh chóng sau đó. Lễ cưới được diễn ra tại một khách sạn lớn, với sự tham gia của nhiều khách mời toàn giám đốc và người giàu có, vì bố Minh có hai công ty lớn. Ngày cưới, mặt tôi buồn rời rợi. Người thứ hai tôi thấy có khuôn mặt giống tôi hôm ấy chính là mẹ chồng của tôi. Bà không cười, cũng chẳng hỏi han vội vã như gì bố chồng tôi hay họ hàng đôi bên. Bà chỉ ngồi một chỗ, đến khi MC thông báo gia đình hai bên lên trao quà cho cô dâu chú rể, mẹ chồng tôi mới bước lên. Hôm đó nhà chồng tôi cho tôi rất nhiều vàng. Bố mẹ tôi cứ nhìn thấy số vàng leo trên người tôi thì mát gan mát ruột vô cùng. Kết thúc đám cưới, hôm đó tôi về nhà chồng trong sự buồn bã và lạ lẫm. Bố chồng tôi cùng mấy người trong họ hàng còn tổ chức thêm một bữa tiệc ở nhà nữa. Họ mặc sức ăn uống, hát hò cả đêm rồi ngủ luôn dưới nhà. Nửa đêm, chồng tôi thức dậy rồi mò lên phòng. Anh nôn thốc nôn tháo ra giường rồi đổ ập vào người tôi. Anh mặc sức mò mẫm rồi hưởng thụ. Mặc kệ tôi kêu khóc vì đau, làm chuyện đó xong, Minh đổ vật ra giường ngủ. Tôi vào nhà tắm ngồi trong đó khóc một tiếng đồng hồ rồi ra giường ngủ. Sau đêm tân hôn, bố chồng và chồng tôi quay trở lại công việc ở công ty. Họ nói có rất nhiều việc phải giải quyết. Hôm đó chỉ có tôi với mẹ chồng ở nhà. Lúc tôi đang ngồi trong phòng ngủ thì bà chạy vào với một cái hộp nhỏ trên tay rồi nói: "Đây là 30 cây vàng. Bố con lấy lại hết số vàng đã cho con trong ngày cưới, nhưng mẹ đã lấy trộm khóa lấy lại được chừng này. Con cầm lấy trốn đi rồi lấy chồng mới. Mẹ không muốn con phải như mẹ ở cái nhà này." "Mẹ nói vậy là sao ạ?" Tôi lắp bắp không hiểu. "Nếu con không trốn đi, chỉ ngày mai nữa thôi là bố chồng con và chồng con sẽ biến con thành đồ chơi cho các ông giám đốc khác để lấy hợp đồng làm ăn. Con tưởng họ giàu vì họ giỏi ư?" Nói rồi mẹ chồng tôi cởi áo, chìa ra tấm lưng trần chằng chịt sẹo và vết thâm cho tôi xem. Bà bảo đó là dấu vết những lần bà không nghe lời và bị cha con họ hành hạ. Minh là con đẻ của bà, nhưng anh ta chẳng khác gì cầm thú, luôn cổ vũ bố mình làm những chuyện đồi bại để có được hợp đồng làm ăn và lợi nhuận, kể cả việc để mẹ mình trở thành công cụ.
mẹ chồng tôi nói, nếu tôi còn ở trong cái nhà này thì chỉ nay hay hoặc mai thôi, tôi sẽ giống như bà. Tôi hoảng quá, tôi nhớ lại trước đó bố chồng tôi có mấy lần nhìn ngắm tôi rồi gật đầu. Ông bảo khi nào đó lên công ty ông chơi, rồi ông sẽ giới thiệu tôi với các giám đốc khác. Tôi run rẩy, cầm lấy gói vàng từ tay mẹ chồng rồi cúi đầu cảm tạ. Tôi nói với bà hãy trốn đi cùng với mình, nhưng mẹ chồng tôi chỉ lắc đầu. Tôi biết bố mẹ tôi sẽ không bao giờ hiểu cho mình, và ông bà sẽ bắt tôi quay lại nhà chồng nếu tôi về và kể hết chuyện này với bố mẹ. Tôi gấp quần áo rồi gọi taxi chạy trốn khỏi nhà chồng chỉ sau một đêm làm con dâu. Sau đó khoảng 2 năm, tôi đã lấy chồng mới và có một cuộc sống hạnh phúc. Lúc đó, tôi có dịp đi ngang qua nhà chồng một lần và thấy ở bên trong đang kèn trống ồn ả. Tôi hỏi hàng xóm thì mới biết rằng mẹ chồng tôi đã treo cổ tự tử. Hàng xóm họ hàng ai cũng chép miệng bảo rằng nhà giàu sung sướng thế kia mà lại tự tử. Nhưng tôi biết các cơn ác mộng mà bà phải chịu trong suốt chừng ấy năm, và đến lúc này bà muốn thoát khỏi nó. Thưa quý vị và các bạn, đọc và chia sẻ một câu chuyện đầy cay đắng, nghẹn ngào của hai người phụ nữ. Trong câu chuyện này, một là người mẹ chồng, hai nữa là người con dâu. Biết bao nhiêu năm bà cay đắng khổ nhục sống trong sự giàu sang của chồng và con trai của mình. Bà bị đối đãi, bị ép buộc là phải ăn nằm với những người là giàu có khác, giám đốc khác, để chồng bà và con bà là được ký những cái hợp đồng làm ăn. Và sau này khi bà cưới dâu về, bà đã lén cho con dâu một số tiền, số vàng để con dâu bỏ trốn trong ngay trước sau là cái đám cưới, vì bà không muốn người phụ nữ tức là con dâu này cũng giống như đời bà. Và cô ta đã cảm ơn mẹ chồng và bỏ trốn. Ngay sau đó, 2 năm sau, cô ta quay lại thì đúng lúc là bà đã treo cổ tự tử rồi, không sống được địa ngục trần gian trong gia đình của mình. Một câu chuyện quá đau lòng, và tôi cũng mong rằng quý vị các bạn lắng nghe để chia sẻ. Trong thời gian gần đây, tôi liên tục cập nhật chia sẻ những câu chuyện mà đa số là nỗi đau khổ mà người phụ nữ phải gánh chịu được rất nhiều. Quý vị và các bạn ủng hộ, tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây, tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào.